Thưa các bạn, ông Hậu vay được tiền nhà băng rồi mở rộng diện tích trồng cam sành lên tới đúng 50 mẫu như ông Hằng mơ ước. Chỉ sau 3 năm, ông đã trả xong tiền vay nhà băng và trở thành điền chủ giàu có bậc nhất hàng tỉnh. Nhưng dù giàu có, nhưng ông Hậu vẫn luôn giữ được nề nếp gia phong, sống hiếu thảo với bậc sinh thành, thuận hòa với bà con hàng xóm và hảo tâm cứu giúp người nghèo khổ xa cơ. Năm 1940, vào mùa giáp hạt, từng đoàn người nghèo đói ở Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình kéo nhau lên vùng Bắc Giang mong kiếm việc làm và mót sắn, mót khoai. Không ít người tha hương chết đói. Ông hậu kêu người làm nấu cháo, phát cơm nắm, rồi giao công việc chăm sóc cam cho họ, làm lấy công, đổi gạo. Không có ông hậu, nhiều người dân nghèo đã chết đói, bỏ mạng. Họ biết ơn ông. Người đời cũng quý ông vì có tài làm ăn kinh tế, có quan hệ ngoại giao rộng khắp, lại hào phóng. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của nhà văn Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan. Đầu tháng 3 năm canh thìn, ông Hậu cùng bà Hai có chuyến công cán bằng thuyền đi biếu cam tại Dinh Công Sứ, Dinh Tuần Phủ, tỉnh Bắc Giang. Lần này vợ chồng ông hậu ra tỉnh để đáp cái ơn các vị quan tỉnh đã về sự đám khao tránh tổng tại nhà mình đồng thời cũng muốn nhờ bóng các vị để quảng bá mở rộng thị trường cho quả cam sành bố hạ sau chuyến đi này vợ chồng ông hậu đã lên kế hoạch sẽ có chuyến đi kinh đô huế mang 10 hòm cam đi tiến vua bảo đại chiếc thuyền buồm chở chục hòm cam rời bến gai lúc tờ mờ sáng Tránh Hậu và bà Hai là khách quý, được chủ thuyền xếp riêng một khoang kín, có cửa khép cẩn thận. Đi hộ tống ông bà vẫn là các ông Thành, ông Dĩnh, ông Bừa, ông Lại. Như thường lệ, họ đều mang theo súng bạc học, được dắt kín trong đai quần. Con thuyền buồm cánh rơi vừa khởi hành đã xé nước băng băng lao về phía trước. Sông Thương mùa này nước đẫy, cuồn cuộn, dựng bờm, tung sóng đỏ, chảy xiết về xuôi qua ô cửa tò vò nhìn xa sông, bà hai thốt ra lời thảm khái. Nước đi biển biệt về xa tắp, bến cũ trơ gành, nước biết không. Ông Hậu khen hai câu thơ hay, diễn tả rất tài mối quan hệ muôn đời giữa cái tĩnh và cái động trong tình yêu đôi lứa. Ông bỗng ngồi xích lại gần người vợ yêu mà tán tụng. Như nàng với anh đang ở cạnh nhau đây, thì cái gì là tĩnh, cái gì là động? bà hai mau mắn đáp lại chồng cái tĩnh muôn đời không thể đổi thay là tổ ấm làng mai của chúng mình cái động là những chuyến viễn du của chồng em đến nơi này nơi nọ tựa như đôi cánh chim tung trời bay bổng song đôi khi cũng quên lối về tổ ấm đúng không anh ông hậu ôm chặt bà hai vào lòng mà ngợi khen rối rít ôi trời đã rộng lòng ban cho tôi một người vợ thật giỏi sang thiếp chính là cứu tinh của chấm đó. Bà mơ cũng ôm cổ chồng mà kéo dài nụ hôn tha thiết, để lại trên má ông hậu một vết son mờ. Ông hậu khép cửa khoang thuyền, một mình lên mui hóng mát. Con thuyền đã tới bến tuần, nơi có cây gạo già đang nở hoa đỏ rực một góc trời. Ông ngước nhìn lên tán gạo, vui cùng đàn chim sáo, chim sâu đang say sưa nhảy nhót, truyền cảnh, đùa nhau díu dít ôi một bó đuốc thật khủng đang cháy hết mình cống hiến trọn vẹn cả hương sắc cho mùa xuân bờ bãi ông hậu miên man suy nghĩ kìa cây gạo còn thảo lòng tặng cho dòng sông một bóng hồng lung linh kỳ ảo làm cho mặt nước cũng phải mềm lòng đắm mê uốn lượn qua bến tuần mặt sông bỗng rộng mở ông phóng tầm mắt nhìn thật xa đến tận các làng trương quyên mỹ thái mặt sông phẳng lì như một tấm gương, chỉ hơi điểm chút gì như thể lăn tăn sóng gợn. Thấy ông hậu đang mải mê với cảnh sông nước, bác lái thuyền liền đánh tiếng, e hèm và bắt chuyện. Bẩm ông chủ, ông đang có tâm sự gì đó, có cần đến tiểu nhân này chia sẻ không? Ông hậu như bừng tỉnh cơn say trước cảnh sông nước, bỗng tươi cười và đáp lời ông lái. Tâm sự thì nhiều lắm, bác lái ạ. À nhưng quả thật cảnh sông nước của quê mình đẹp quá đúng là sông thương nước chảy đôi dòng bên trong bên đục em trông bến nào có lẽ vì thế mà sông thương hay được nói đến trong những câu thơ viết về tình yêu đôi lứa để diễn tả cảm hứng thơ mộng tha thiết nhất của trái tim con người bác lái thuyền khen ông chủ sành về thơ văn và xin cung cấp cho ông một câu thơ mà bác nhặt được, cũng viết về con sông này. Bác ngẫm nghĩ một lát, rồi cất giọng khàn khàn, ngâm bốn câu thơ lục bát. Sông thương, sông nhớ, sông tình, mà em mãi kiếp một mình bến ơi. Nước đi, đi mãi về xuôi, bỏ quên bến đá, cho người rửa chân ngâm xong câu thơ nét mặt bác buồn rũ rượi mà kể rằng ven sông này hiện còn rất nhiều các cô gái tuổi cao mà duyên phận vẫn hầm hưu chưa có một tấm chồng tấm con để nương bóng cảnh sông thì đẹp thế nhưng ven sông vẫn còn nhiều những thân phận đa đoan bất hạnh ông hậu như bị cụt hứng chuyển giọng sang than phiền cùng bác lái cuộc đời là thế bác lái ạ à? bao giờ hết được người cô đơn nghèo khổ cũng may tôi trồng được bãi cam, còn có đồng xa đồng vào. Chứ cứ khèo khư cái mấy xào ruộng thì chắc vẫn còn nghèo kiết xác. Bác lái được thể, càng cao hứng góp chuyện. Như em, mang tiếng có nghề lái thuyền, nhưng vẫn phải ở liều danh đấy chứ. Quá vợ đã 5 năm rồi mà có lấy được vợ nữa đâu, cũng chỉ vì nghèo. Chắc cứ phải chịu mãi cái cảnh gà chống nuôi con này cho đến hết đời thôi. Con thuyền đã cập bến phủ lạng thương, vợ chồng ông hậu lên bờ thuê xe tay trước tiên chở năm hòm cam vào biếu viên công sứ pháp cùng đi với vợ chồng ông hậu còn có ông thành ông dĩnh các hòm cam được xếp lên xe tay rồi phủ vải đỏ trông sang trọng giống như một đám dẫn cưới đoàn xe tay qua phố a lữ rẽ trái vào phố khách qua trước cửa ga tàu hỏa rồi vào cầu chui tòa nhà dinh công xứ ba tầng đồ sộ hiện ra uy nghi tráng lệ họ dừng xe tay ở trước cổng dinh báo với lính gác có tránh tổng đào quán tên dương văn hậu trên phủ lạng giang xin vào ít kiến quan công sứ một lát đã thấy hai lính cơ từ phía công đường đi ra cổng dẫn khách vào dinh viên công sứ Maxen Rui trực tiếp ra tiếp vợ chồng ông hậu bồn rùa bồn rùa đã quen rồi quen rồi chẳng hay ông bà vẫn khỏe mạnh chứ Vợ chồng ông Hậu lễ phép xin chào và đáp lễ viên công sứ. Họ cùng nhau tay bắt mặt mừng vì đã từng quen nhau trong buổi lễ khao chánh tổng ông Hậu tại làng Mai hồi đầu năm nay. Sau phút chào hỏi, ông Hậu đi ngay vào công việc. Kính quan công sứ cùng các quan trong bản dinh, vợ chồng tôi biết ơn trời Phật cho được mùa cam liên tục mấy năm nay, cũng cảm ơn quan chánh sứ không quản đường xa đã chiếu cố đến thăm nhà chúng tôi trong ngày lễ mừng tôi được thăng chức mang đến niềm vinh sự to lớn cho bản ngã và cả dòng tộc họ Dương. Nay xin kính biếu quan tránh xứ, mấy hòm cam sành bố hạ gọi là chút cây nhà lá vườn để quan lớn tiện thưởng thức và rộng lòng giúp đỡ bản chức hoàn thành mọi công việc được giao phó. Vị công sứ Pháp cười rất tươi, đứng dậy cảm ơn vợ chồng ông hậu đã có lòng quý mến, tặng tôi món quà quý giá của quê hương ông cuộc gặp quan công sứ Pháp tại Bắc Giang chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng đã tôn vị thế nhà điền chủ cam sành lên một tầng bậc mới, mở ra tương lai tốt đẹp cho quả cam sành bố hạ. Nó có thể sẽ có mặt tại thị trường Pháp trong một ngày không xa. Chuyến xe tay thứ hai chở cam cũng bắt đầu từ bến tàu thủy Phù Lạng Thương, nhưng đi đến dinh tuần Phủ Bắc Giang. Đi tới đầu phố khách, chiếc xe sẽ phải vào phố ngang, rồi qua đình làng thương đến dinh tuần phủ. Quan tuần phủ Bắc Giang thân trọng hậu vốn là chỗ quen biết với tránh hậu từ hồi ông mua đất trồng cam. Tại phòng khách, vị tuần phủ xin nhận quà của vợ chồng ông hậu và có lời tư vấn. Ông nên mở rộng thêm căn hầm chứa cam. Quả cam để được đến tháng 3, tháng 4 thì giá bán sẽ tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi. Bán ngay tại gốc, giá thấp lắm, chẳng được bao nhiêu tiền. Ông hậu gật đầu công nhận và có lời đề nghị. Quan tần cấp cho tôi một tờ biểu để bản chức được thuận đường gặp nhà vua Bảo Đại. Tôi có chút cam muốn được tiến vua, mong nhà vua hạ chiếu ban cho thương hiệu loại cam tiến vua, để có điều kiện mở rộng thị trường cho quả cam này ra toàn cõi Đông Dương hoặc xa hơn nữa. Vị quan tuần chố mắt ngạc nhiên, khen ý kiến của ông hậu là sáng suốt và khá mạnh dạn ngài liền cho gọi viên thừa phái trong dinh, lệnh cho làm ngay một tờ biểu, giới thiệu ông Tránh Hậu vào kinh đô Huế, ít kiến nhà vua. Buổi sớm ngày mùng 5 tháng 3 năm canh thìn, vợ chồng ông Hậu cùng ông Thành, ông Dĩnh cho chuyển 10 hòm cam sành búa hạ lên chiếc đầu thủy của hãng Sắc Rích, rồi rời bến Phủ Lạng Thương, đi Hải Phòng, vào Kinh Đô Huế. Đây là tuyến đường ông Hậu từng đi vài lần trong những chuyến mang cam vào Huế Sài Gòn bán dịp Tết Nguyên đán. Chuyến đi này của ông mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm lấy vị thế của người đứng đầu nhà nước Việt Nam mà phong danh cho quả cam nhà mình vốn đã được cả nước biết đến từ nhiều năm nay. Sau 7 ngày 7 đêm, chuyến tàu thủy có chủ là một người Ý, chạy tuyến Hải Phòng Huế đã rẽ vào sông Hương, cập bến an toàn tại Phú Văn Lâu, đưa vợ chồng ông Hậu vào sát kinh thành nhà Nguyễn. Buổi sáng ngày 12 tháng 3, 10 hòm cam được chất lên 5 chiếc xe tay, có chùm lụa đỏ tua vàng rực rỡ, sẵn sàng cho chuyến vào cung bái yết hoàng thượng. Chính giữa giờ thìn, đoàn rước lễ tiến vua xuất phát. Tám chiếc xe tay dẫn đầu là viên tránh tổng Dương Văn Hậu, đi thành một hàng, rồng rắn tiến về phía ngọ môn. Đoàn rước lễ vừa tới cổng thành đã thấy 10 lính lệ, xếp hàng, vác giáo đi đều bước ra đón đoàn. Ông Hậu ngạc nhiên thầm nghĩ. Có lẽ viên tuần phủ Bắc Giang đã đánh dây thép cho viên đồng Lý Triều Đình biết trước hay sao mà họ đã ra đón mình nhanh thế. Chỉ trong giây lát, 10 lính lệ đã xếp thành hai hàng trước mặt ông hậu, rồi đằng sau quay, đi thường bước dẫn đoàn qua ngõ môn vào thành. Đoàn ông hậu được dẫn vào nhà hữu vu để sửa sang lễ phục, chuẩn bị làm lễ tiến tại Điện Thái Hòa trước sự hiện diện của đương kim Hoàng thượng Bảo Đại. Mười hòm cam phủ lụa đỏ được tốt lính lệ rước đi trước, ông hậu một mình đi sau. Đoàn rước bước vào gian chính điện Thái Hòa, các hòm cam tiến được hạ trên chiếc sập khảm đặt trước ngai vàng nhà vua. Ông hậu được mời ngồi ghế ngay sát chiếc sập. Hai bên ông là hai hàng lính lệ chống sáo đứng nghiêm. Một vị quan tai to mặt lớn, đội mũ cánh chuồn, mặc chiều phục màu tím có thêu rồng phượng lóng lánh, từ cửa hậu bước ra mỉm cười với ông hậu. Đoán là vị quan đồng lý Ông hậu vội đứng dậy, khoanh tay cúi chào, rồi rút phong biểu của tuần phủ Bắc Giang, kính cẩn trao cho vị quan đang đứng bên mình. Bản chức là tránh tổng, tổng đào quán phủ Lãng Giang, tỉnh Bắc Giang, xin trao phong biểu này cho Hoàng thượng, kính mong đại quan rộng lòng chỉ bảo ạ. Vị quan triều đình nhận phong biểu, rồi nhắc ông hậu chuẩn bị làm lễ tiến vua. Ông hậu vừa vuốt lại mũ áo cho ngay ngắn, thì đã thấy nhà vua bảo đại từ cửa hậu đi ra. Người mặc triều phục màu vàng, dáng vẻ đường hoàng, sang trọng. Ông hậu vội đứng dậy, tim đập, chân run bần bật. Ông quỳ xuống đất, miệng thốt ra những âm thanh lạc giọng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Vua bảo đại vẫy tay, bảo tránh hậu đứng dậy và có lời khen ngợi. Ta từng được ăn cam bố hạ từ mấy năm nay. Đây là một sản vật quý của nước Việt Nam đã được cả nước công nhận ta khen nhà ngươi vừa có tâm lớn, vừa có tài lớn, đã tạo ra cho đất nước một đặc sản cam có 102 với chất lượng ngang tầm quốc gia và cả quốc tế. Bây giờ, nhà ngươi hãy mở một hòm cam để ta tận mắt được kiến diện. Ông hậu bàng hoàng trước uy quyền và long nhan nhà vua, vội đứng dậy, loạn choạng ra cửa gọi ông Thành, ông Dĩnh vào điện bật mở hòm cam. Một hòm gỗ được bật đai mở nắp, để lộ ra những quả cam được xếp yên ả, đầy ắp bên trong. Mỗi quả đều được bọc một tờ giấy đống cao trắng tinh được đặt thành 5 lớp, mỗi lớp 50 quả, vị trí 250 quả mỗi hòm. Nhà vua cầm một quả cam, nhẹ nhàng bỏ tờ giấy bao ngoài. Người ồ lên kinh ngạc khi thấy trái cam to bằng chiếc bát ăn cơm, màu vỏ vẫn còn căng đầy, vàng sậm. Ông hậu bẩm vua. Kính thưa bệ hạ, Trái cam này rời cây đã ba tháng rồi đấy ạ. À? Bởi thần giấm nó dưới một hầm sâu bốn mét nên vẫn giữ được độ tươi như thế. Nhà vua liền sai các thị tỳ gọt mấy quả để thưởng thức. Năm quả cam liền được gọt vỏ rất khéo, rồi dùng dao sắc thái phát từng miếng vàng ươm bày đầy mấy chiếc đĩa sứ hoa hồng. Một thị nữ dâng tâm để hoàng thượng tiện thưởng thức. Nhà vua cẩn thận đưa miếng cam vào miệng mình và từ tốn vừa ăn vừa cảm nhận. Và ngay sau đó, những lời vàng ngọc của người lập tức được thốt ra, nghe vang vang, tỏa sáng. Trời đất, chẫm từ khi được làm người, năm nay đã 28 tuổi, nhưng chưa được ăn một thứ cam tiến nào lại thơm ngon, tuyệt hảo như thứ cam này. Ta công bố, cam sành bố hạ là thứ trái quý của quốc gia, là sản vật vàng của người Việt Nam tặng cho nhân loại. Vợ chồng tránh hậu cùng quỳ xuống đất, bái tại nhà vua và xin được lui gót nhà vua sai quan đồng lý triều đình mang một tấm đại tự sơn mài có bốn chữ hộ quốc tý dân tức bảo vệ nước che chở dân ban tặng cho vợ chồng tránh hậu và can dặn từ nay thứ cam sành của nhà ngươi còn có thêm một tên mới đó là cam tiến vua nhà ngươi có quyền được thỏa sức mở rộng diện tích trong loại cam này để làm giàu nếu trời cho được mùa thu được nhiều tiền từ cây cam này thì phải nhớ ngay đến bức đại tự hộ quốc tí dân này nhé vợ chồng ông hậu và các gia nhân cùng cúi đầu bái tại nhà vua, cùng nói những lời chúc tụng thành tâm và cảm động rơi nước mắt. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn vạn tuế. Rời hoàng thành kinh đô, vợ chồng ông hậu cùng các đời tớ còn lưu lại kinh đô Huế vài hôm để thăm thú các nơi. Ngày 17 tháng 3 năm canh thìn, họ ngược tàu hỏa ra Bắc Kỳ với niềm vui hỉ hả sau một chuyến đi thành công mỹ mãn. Ông Hậu được hưởng cái oai của chức tránh tổng chưa được bao lâu, thì cuối tháng 9 năm 1940, bỗng có tin chẳng lành. Quân đội phát xích Nhật đánh chiếm thị xã Lạng Sơn rồi tiến đánh Gia Lâm, Hà Nội, Hải Phòng. Ngày 26 tháng 9, chúng bất ngờ đánh chiếm thị xã Phủ Lạng Thương. Viên công sứ Pháp vội vã đầu hàng giặc. Sang đầu tháng 10, quân Nhật bất thần có chuyến hành quân bằng xe mô tô về chiếm đồn bố hạ rồi lại rút ngay nhưng từ đó nghe nói tên đồn trường pháp tại bố hạ và tất cả các tránh tổng lý trường trong vùng đều là tay sai của nhật chịu sự quản lý của quân đội nhật bản bà hai có dịp về thăm quê thị cầu bắc ninh được đọc nhiều báo chí hôm lên lảng mai bà đem chuyện nói với chồng hiện nay trên thế giới đang có đại chiến thế giới lần thứ hai quân phát xít nhật từ trung quốc đã tràn sang việt nam nhanh chóng đánh bại quân đội pháp chúng bắt chính quyền Pháp ở Đông Dương phải tại vị, làm tay sai cho chúng. Vì vậy, thượng cấp của các ông Lý, ông Tránh của ta bây giờ không chỉ có quan Tây mà còn có cả quan Nhật nữa. Thời thế phức tạp hơn, anh hãy lựa thời mà làm việc sao cho mọi sự được suôn sẻ và bình yên. Nghe vợ nói, ông Hậu cũng góp chuyện. Ông Bốn dạy học bên Hiệp Hòa, Chủ Nhật về cũng kể. Phe phát xít gồm ba nước, Đức, Ý, Nhật hiện đang chiếm cả châu Âu và châu Á. Các nước khác còn lại của thế giới hợp lại thành phe đồng minh, đứng đầu là nước Mỹ đang dồn lực lượng đánh bọn phát xít. Tháng 6 vừa qua, quân Đức bất ngờ đánh sang Liên Xô. Cuộc chiến ở đó hiện chưa phân thắng bại. Việt Nam và nước Pháp tất nhiên là đứng về phe đồng minh, phải lo đánh quân Nhật để bảo vệ đất nước. Nghe ông Hậu nói oang oang, bà hai chuột dạ, đôi mắt tròn xoe nhìn ông Hậu anh đừng nói lộ ra những điều ấy nhé. Đến tay bọn Nhật là toi mạng đấy. Em nghe nói, bọn Nhật ác hơn bọn Pháp. Chúng thường xử tội bằng cách thiêu sống, thọc gươm hoặc treo ngược. Có một bà ở Lạng Sơn tham tiền bán cám, mùn cưa. Bọn Nhật mua cho ngựa ăn, ngựa lan ra chết. Chúng lập tức mổ phanh bụng con ngựa, nhét cả ba mẹ con bà vào bụng con vật, rồi khâu lại đem chôn Nói đến đây, bà hai bỗng hạ giọng ghé sát vào tay chồng nói nhỏ. Hôm em từ thị cầu lên đây, có ghé qua phủ lạng thương, thấy lính Nhật dựng trại dây rít ở các phố Tân Ninh, Nghĩa Long. Lính Nhật vác súng duyệt binh, từng tốp đi dầm dập trên đường. Mô tô, ô tô Nhật chạy dầm dầm trên quốc lộ 1, quốc lộ 13 và dọc các con phố trong thị xã. Không khí chiến tranh nóng lên ngùn ngụt, ngụt. Em lo bọn phát xiết rồi sẽ tràn ra khắp nơi nhà mình liệu có giữ được hai bãi cam này không? Ông hậu ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Phòng khách hôm nay vắng hơn hôm khác. Trong dinh chỉ có tiếng xay lúa giã gạo từ khu bếp vọng sang ù ù lịch kịch. Ông hậu chợt nhớ tới ba lão mù. Ông muốn xay lúa giã gạo đã hàng chục năm nay. Họ say giã suốt ngày, chẳng thấy họ kêu ca phàn nàn bao giờ. Thật là những người lao động cần mẫn và tốt bụng. Chỉ mỗi ba người chuyên say giã mà cung cấp đủ gạo cho hàng chục người trong dinh ăn thoải mái, không để chủ phải thúc giục, kêu ca bao giờ. Ông hậu nghĩ, mình cũng chẳng khác gì thân phận ba lão mù kia, chỉ ham trồng cam cho thiên hạ hưởng thụ, chứ mình có ăn hết bao nhiêu. Thế mà chắc đâu mình đã được trồng cam mãi mãi. Bàn nãy, ông vừa giật thoát mình khi nghe bà hai cảnh báo liệu có giữ được hai bãi cam của mình hay không. Thực lòng, ông sợ nhất là bị mất hai bãi cam mà ông đang đứng chủ. Không chỉ vì miếng cơm manh áo, mà vì nếu mất bãi cam thì ông không còn cây cam để bạn bầu nữa. Chẳng khác gì bị tước đi niềm vui thú lớn nhất của đời mình. Tiếng say lúa giã gạo từ nhà bếp vẫn âm ì vọng sang phòng khách. Chỉ có bà hai là hiểu rõ nhất nỗi niềm của chồng mình lúc này. Trước tình hình biến động của thời thế hiện nay, chỉ có bà mới chia sẻ được những nỗi lo sâu kín nhất trong lòng ông có tiếng bước chân từ nhà trên đi xuống bà cả lành lạch bạch bước vào phòng khách ông hậu vẫn ngồi im lặng bà hai có lời chào bà cả họ lặng lẽ ngồi ông hậu bỗng nhớ tới bà ba hiện ở trên bãi cam bến lường ba bà vợ của ông xưa nay tuy có những lần ghen tuông tưởng chừng dẫn đến xô xát nhưng vì công việc gia đình nên họ vẫn phải gần gũi nhau, chấp nhận cuộc sống chồng chung vợ trả, lấy viện ngập bồ hòn làm ngọt cho qua ngày. Ngồi yên đã lâu, ông hậu nâng chiếc bát kề miệng, uống ực ngụm nước vối tươi rồi nói. Hiện nay quân Nhật đã chiếm toàn bộ nước ta. Tôi có phúc lấy được ba bà vợ giỏi sang cùng giúp sức, đã trồng được 50 mẫu cam, không phải chịu cảnh bần hàn, nghèo đói song tài sản của kẻ giàu thời nay luôn bị giặc giã nhòm ngó các bà phải luôn tỉnh táo đề phòng coi việc giữ gìn bãi cam kia như giữ gìn sinh mạng của mình thấy chồng lo lắng bà cả tỏ ra cứng cỏi bãi cam của mình thì mình có quyền được hưởng ai dám cướp đoạt mà ông phải lo cứ sợ bóng sợ vía cho nó mệt người để xem thằng nào con nào dám chạm đến bãi cam của ông tôi sẽ cho chúng về trầu trời hết bà hai cũng tỏ ra khí khái trấn an chồng. Ông đương chức tránh tổng, quyền sinh quyền sát trong tay, mà lúc nào cũng lo sợ, rồi thần hồn nát thần tính, sinh ra nghĩ dại. Ông cứ yên tâm làm việc đi, để việc tư đấy chúng tôi lo. Được hai bà vợ trấn an, ông hậu cũng thấy đỡ lo phần nào. Ông là thần tài đích thực, nhưng lại nhát gan, yếu bóng vía. Ông có những linh cảm thần kỳ giúp mình tiên liệu được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp trồng cam. Nhưng khi cần đến dũng khí thì ông thực sự ái ngại và nhiều lúc đành phải chịu tiếng là hèn nhát. Sau hai tháng trời ho khan không dứt, sáng nay bà cụ vải, mẹ đẻ của Hạnh đã lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy là khoảng cuối canh tư, chỉ có sinh và Hạnh ở bên cụ tiễn cụ về trời. Sau một hồi, Hạnh gục đầu vào ngực mẹ khóc ngằn ngặt, ngặt. Cô đã ngồi dậy, lấy tấm vải bố đắp lên người cho mẹ và nhờ sinh lấy một tờ giấy trắng phủ lên mặt bà cụ. Một nén hương cháy đỏ được Hạnh cắm lên đầu giường của người mẹ quá cố. Sinh giúp Hạnh thu dọn đồ đạc trong lều, quét quái sân thềm và xuống bếp nổi lửa, đun nổi nước vối, đổ vào ấm tích. Anh tự nhận giúp Hạnh lo khâu đi mời đội kèn tang và mua áo quan cho cụ. Tờ mờ sáng đã thấy ông tránh hội thư đến gọi cổng. Hạnh chống tấm phên cổng lên, mời ông tránh vào nhà. Trước cửa liều chỉ có chiếc chõng tre, một tích nước vối và vài cái bát đàn để uống nước. Ông tránh vén tà áo dài đen, ngồi xuống mép chõng, tử tốn hỏi thăm gia chủ. Cụ nhà đi lúc mấy giờ, cháu nhỉ? Hạnh chỉ trả lời ông tránh được câu. Cuối canh tư ạ. À? Rồi nghẹn lời, không nói được nữa. Cô ngồi thụp ở góc sân, gục đầu vào cây cột hiên mà khóc nức nở ông tránh hội hỏi hạnh thêm mấy câu nữa về quê quán tuổi thọ, tên tuổi chồng con của cụ. Cốt để điền vào bài văn tế cho đủ lệ bộ. Đã thấy sinh và một thanh niên lạ mặt, khênh chiếc quan tài gỗ mộc vào lều. Hạnh và vài bạn gái cùng làm các thủ tục cho cụ vào quan. Chiếc quan tài được kê ở san giữa lều, trên đỉnh nắp quan đặt một khoanh cây chuối để cắm hương. Bà nén hương tỏa khói thơm ngào ngạt. Loại hương này hạnh tự làm từ nhựa thông, nhựa chám lấy ở rừng. Cô để dành đã mấy tháng nay chuẩn bị lo hậu sự cho mẹ. Khoảng 7 giờ sáng, đội kèn tăng nhập ra. Hạnh mời họ ngồi trên tấm chiếu manh trải trên hiên cạnh cửa lều. Tiếng kèn đám ma lập tức được cất lên tỉ tê, ai oán buồn đau. Dân làng lục tục vào sân dự đám mỗi lúc một đông. Đám tang mẹ Hạnh chỉ có mỗi hạnh đội khăn trắng túc trực bên quan tài của mẹ anh em họ hàng của hạnh ở hà nam không ai được biết một đám con trai con gái bạn hạnh thay nhau rót nước tiếp khách và thắp hương cho cụ trong đám bạn ấy hạnh thấy sinh là người nhiệt tình với cô nhất đôi mắt sinh ướt nhèm như đang ứa lệ mọi ngày giữa đám đông sinh luôn tươi cười mà hôm nay trông anh giả như một ông lão lần đầu tiên hạnh chợt thấy nao lòng thương sinh cảm giác giống như cô có lần uống nhầm phải một gụm rượu ấm nồng hạnh biết hai năm nay anh ấy có tình cảm riêng với mình nhưng sao hạnh vẫn chưa đáp lại sinh bằng sự quan tâm tương tự mà thực tình con tim của hạnh có chịu lên tiếng gì đâu chỉ cần hạnh chủ động rủ anh ra bến gai tâm sự một đêm là xong việc ngay tương lai vợ chồng giữa cô và anh đã nằm trong tầm tay từ lâu rồi mà sao hạnh không chịu với tới, cứ để cho sinh phải theo đuổi mỏi mòn. Cả đám tang bỗng xôn xao chỉ trỏ, xuất hiện bà cả nhà ông hậu đến viếng đám ma. Đi cùng bà, có vài ba đứa gia nhân quần áo nâu chân đất. Bà cả mặc bộ váy sồi đen và chiếc áo cánh nâu phanh ngực để lộ ra mảng yếm trắng tinh nền nã. Kèn tang thổi lên liên hồi đón khách. Bà cả cùng lũ gia nhân đến trước quan tài bà cụ thắp hương khấn vái hạnh áo nâu váy trùng chân đất đứng cạnh quan tài mẹ cúi đầu chắp tay đáp lễ đã 9 giờ sáng Ông tránh hội thư thay mặt chức dịch xã và dân làng đọc lời văn tế cho bà cụ. Giọng ông ê a, mọi người chỉ loáng thoáng nghe được những câu. Cụ sinh ra và lớn lên tại xã An Tràng, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, năm đói cùng con gái đi tha phương cầu thực, đến làng Mai, Tổng Đào Quán, Phủ Lạng Sang, tỉnh Bắc Giang, được ông Dương Văn Hậu là điền chủ trồng cam, nay là tránh tổng, Tổng Đào Quán, tạo công ăn việc làm và phân đất cư trú. Chú. Chúc cụ về nơi suối vàng được siêu sinh tịnh độ, ngàn thu yên sắc. Bài điếu văn vừa đọc xong đã thấy ông cò cùng đội gác điếm, kiêm phu đảo huyệt tiến vào lều, khênh quan tài cụ ra sân. Ông cò đợi cho đội kèn đi trước. Ông cầm nhịp phách cho quan tài được khênh đi sau. Dân làng đưa tang đi sau cùng. Người dân đưa linh cữu cụ ra bãi tha ma của làng an táng. Vì cụ là dân ngụ cư nên tang quyến phải nộp phí cho làng là 6 đồng theo lệ. Việc này sinh lại âm thầm chi tiền túi của mình ra giúp hạnh không nề hà tốn kém. Lo xong cho mẹ được mồ yên mà đẹp, hạnh lăn ra ốm sinh một mình phải gồng gánh cả suất củi của Hạnh để nộp cho bà cả. Tối về, anh lại nấu cơm cho hai người cùng ăn. Họ cùng là dân ngụ cư, lại là tiểu phu nhách nhác, nên dân làng chẳng ai quan chiêm đến họ. Nhiều người còn tưởng họ đã là vợ chồng. Nhưng Hạnh chỉ đồng ý ăn cơm chung buổi tối, chứ không cho sinh la cà, nấn ná đến khuya ở nhà mình. Hạnh thường nhắc sinh một câu cửa miệng. Anh cũng phải về xem cửa nhà mình thế nào chứ, mới lị cũng cần nghỉ ngơi để sáng mai còn đi củi sớm. Hồi này em cũng thấy cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi cho lại sức. Một hôm, lũ sông thương dâng cao quá, đó ông Mộc không dám sang sông, sinh phải nghỉ việc, ngồi chuyện gẫu với ông Mộc mãi, đến 8 giờ mới thủng thẳng về nhà. Vào nhà cất đồ đạc xong, như mọi hôm, sinh sang nhà hạnh chuyện trò. Anh vô tư mở tấm cửa clip nhà hạnh, thì thấy hiện ra một cảnh tượng thật chớ trêu thằng Lung, con lão lý cờ trên làng bo, đang ngồi bên Hạnh. Tóc tài Hạnh bị sổ tung, bù xù rũ rượi. Cơn giận tự nhiên bốc lên đầu sinh ngùn ngụt, ngụt. Anh chỉ thẳng vào mặt thằng Lung mà hỏi sẵn. Mày đến đây làm gì? Ăn trộm hả? Thằng Lung bị bắt quả tang, đang ôm ấp Hạnh, sợ tái mặt. Nhưng hắn đã kịp lấy lại tư thế của con nhà quyền chức. Nó vung tay, ngoác mồm cự lại. Thằng khố sách kia, mày đến đây làm gì? cơn giận trong sinh càng sôi lên. Anh dứt phăng cúc áo để lộ ra tấm ngực trần nổi mũi cuồn cuộn. Sinh sấn tới, nhấc bổng thằng lung còi lên đầu rồi lại hạ xuống, cảnh cáo. Hạnh là người yêu của tao, mày hiểu chưa? Chúng tao đã yêu nhau hàng năm nay, từng chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi với nhau trong cảnh đói nghèo. Mày định phá hoại hạnh phúc của chúng tao à? Nhưng khi sinh đổ từng cục lửa bừng bừng vào đầu thằng kia, thì anh không hề thấy hạnh có thái độ bên vực mình cô ta vẫn ngồi yên với bộ mặt bì bì, tóc tai rũ rượi. Thấy vậy, anh quyết định bỏ mặc hạnh, quay về với căn lều của mình trong nỗi uất ức và xót đau xé ruột. Đóng sầm liếp cửa, gieo mình xuống mặt trọng tre, sinh vắt tay lên chán, cố tĩnh tâm suy nghĩ sự đời. Trước tiên là nỗi thất vọng ê chề đè nặng lên trái tim anh. Sinh trách mình quá ngu ngơ bồng bột cứ nghĩ hạnh là cô gái đã toàn tâm toàn ý đồng hành với mình suốt cuộc đời này mà hạnh cũng là cô gái xinh xắn ngoan hiền thật sự hàng ngày thường cùng anh lên rừng hái củi khi về lều là láng giềng tốt của nhau hạnh luôn quý sinh như người thân yêu nhất cô đã từng vá hàng trăm miếng vá trên các bộ quần áo của sinh đã cùng ngồi tâm sự với sinh bao đêm trên bến đỏ gai kia rồi những bữa cơm ăn chung hai nhà sao mà đầm ấm vui vẻ. Bà cụ mẹ hạnh sinh thời thường thúc giục. Hai đứa liệu mà cưới nhau đi để U còn có cháu bế. Mẹ đang thèm bế cháu đây. Không lẽ Hạnh là kẻ tâm địa gian manh, đang tâm phản bội anh được sao? Qua mấy lần đi hội làng Mai, Sinh đã biết mặt thằng Lung con lão Lý Cờ, giàu nổi tiếng trên làng Bo. Lý Cờ với Tránh Hậu là chỗ bạn thân tình, thường ngồi với nhau đàm đạo thời thế, hắn khen tránh hậu mọi nhẽ, xong chỉ chê ông hậu, không biết rượu chè trai gái. Lão ta tuyên bố xanh giận. Sống như thế cũng phí một đời. Thằng Lung giống cha ở cái tính máu gái thượng hạng. Đi hội làng mai, nó toàn dùng trước khoe dầu để tán tỉnh lũ gái trai, đưa các cô nhẹ dạ cả tin vào cái bẫy ăn chơi của nó. Có thể hạnh đã trúng mẹo của hắn rồi. Xin phán đoán nhưng hạnh còn lạ gì thằng lung dâm đãng mà còn mắc bẫy nó nhỉ có lần chính hạnh đã phô chuyện với sinh rằng thằng lung con lão lý cờ trên làng bo vừa tuyên bố nó đã thử hết cả lũ con gái làng mai rồi mà vẫn chưa kén được cô vợ sinh nghiêm sắc mặt với hạnh mà nhắc nhở em phải cẩn thận đấy cái bẫy của nó là bẫy ma mình không nhìn thấy nó chỉ nó mới nhìn thấy mình rất khó tránh đấy em ạ sinh vừa dứt lời hạnh đã liếc xéo vào mặt sinh mà lên giọng thể thốt không đời nào em bị xa bẫy cái thằng bất nhân ấy nhé thằng lung sao có thể lừa được gái trinh này chứ câu nói của hạnh như chiếc đinh sắt đóng sâu vào cái cột niềm tin gỗ nghiến của sinh khiến anh càng thêm tin tưởng và yêu thương cô gấp bội nhưng bây giờ mọi thứ đã đảo ngược hạnh rõ ràng đã xa bẫy thằng lung Suốt hai năm trời, trái tim anh đã rung lên mỗi lần nhắc tới những lời hạnh thân yêu, hạnh thương nhớ. Hai năm trời, anh chỉ nuôi một ước vọng duy nhất, xây dựng một mái ấm gia đình, trong đó có hạnh là người vợ hiền của anh. Một mái ấm lợp bằng tình vợ chồng thủy chung bền chặt, được chắt ra từ những đồng tiền lương thiện do chính bàn tay mình làm ra. Từ hôm đó, sinh không sang nhà hạnh nữa, và hai người cũng không cùng nhau vào rừng lấy củi như thường lệ. Sinh sống lủi thủi, chỉ lo mỗi ngày nộp một gánh củi cho bà cả nhà ông hậu. Anh cũng không để tâm xem hạnh hiện sống như thế nào. Chỉ thấy thằng Lung đôi khi vẫn diện bộ Tây đi xe đạp Pro đến nhà hạnh. Thừa thời gian, Sinh nghĩ ra việc lợp lại căn lều nhà mình cho dày dặn chắc chắn, trồng hàng cây ruối làm bờ rào vây quanh đất ở làm mới cái cổng phên bằng tre có khóa cẩn thận. Nhiều hôm, cả buổi chiều anh đứng ngắm căn lều của mình. Căn lều tranh tre thôi, nhưng chất chứa nhiều mơ ước về tương lai hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết cam sành bố hạ của tác giả chu ngọc phan mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai thu loan xin kính chào tạm biệt